từ Trung Quốc cho biết là một nữ sát nhân hàng loạt xa lưới sau 20 năm. Cảnh sát ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến cho biết Lao Rong Yi, 45 tuổi, một nghi phạm giết chết 7 người, trong đó có một bé gái, bị bắt tại tỉnh Phúc Kiến trong ngày 30 tháng 11 khi đang làm việc tại một cửa hàng bán đồng hồ. Lao bỏ trốn sau khi bạn trai là Phan Di Dinh bị cảnh sát bắt tại thành phố Hợp Phi, tỉnh An Huy hồi tháng 7 năm 1999. Pha khi đó từ chối tiết lộ tung tích của bạn gái, đồng thời tung thông tin giả để giúp cho Lào che giấu thân phận. Pha thú nhận là đã bắt cóc, giết 7 người và bị xử tử vào tháng 12 năm 1979 Lào tiếp tục lẩn trốn dưới một danh tính khác. Nhà chức trách đã từ chối tiết lộ cách mà họ đã tìm ra nghi phạm Lào. Trước đó, Lào gặp Pha, kẻ từng ngồi tù 8 năm vì tội cướp tài sản khi mới 19 tuổi và đang làm giáo viên trường tiểu học. Cô Lao đã bỏ việc và tham gia nhiều tội ác cùng với pha trong khoảng 3 năm. Cảnh sát cho biết là nghi can Lao đã giả giang, giả danh làm gái mại dâm để dụ dỗ nạn nhân đầu tiên tới nơi hoang vắng ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây. Để thực hiện tội ác vào năm 1996, hai nghi phạm lấy toàn bộ trang sức, tiền bạc và buộc người này nói địa chỉ nhà trước khi bị sát hại lao và pha đã đột nhập vào nhà nạn nhân giết vợ và ba con và con gái 3 tuổi của anh ta trước khi cướp đi 200.000 nhân dân tệ. Một năm sau thì hai nghi phạm tiếp tục bắt cóc, giết hai gái mại dâm, lấy tài sản của họ. Cả hai nghi can Lao và Pha đã chuyển đến thành phố Hợp Phi, tỉnh An Huy năm 1999 và ra tay sát hại thêm hai người nữa. Cảnh sát nói Lao và Pha đã xây một buồng giam nhỏ trong căn hộ, dụ một người đàn ông tên Yin đến rồi nhốt lại để đòi tiền chuộc và tiếp tục lừa một thợ mộc tới nhà giết người này trước mặt Jin để đe dọa và đòi tiền chuộc 300.000 nhân dân tệ. Khi Pha đến nhà Jin lấy tiền chuộc thì vợ nạn nhân đã gọi cảnh sát truy bắt và bắn bị thương nghi phạm. Trong khi đó, Lao đã giết chết Jin rồi nhanh chóng xóa mọi dấu vết, bỏ trốn cảnh sát hạ môn cho biết lao đã được chuyển đến nhà tù ở thành phố nam sương nơi xảy ra ba vụ giết người đầu tiên và dự kiến là sẽ bị xét xử ở nơi đó